Xong rồi hồi tìm tòi ngu dân không hiểu biết của mình, mình đã mò ra được ban đầu cách chơi của con này rồi. Từ nãy giờ chả hiểu nó chơi cái gì, chả hiểu nó làm gì, nó cũng đờ người. Cuối cùng thì bây giờ mình hiểu rồi. Thank you.
kém cái đứa làm vườn thôi. Nó tham mò được. Thank you.
nhưng mà chất lượng giấc ngủ không được ngon nhá. Tự giật mình dậy liên tục. Hiểu.